Vậy là đã quá nửa đêm và bạn mở tủ lạnh để ăn gì đó. Nhưng đồ ăn của bạn trông thật lạ, hơi xám, có lông nhung và chắc chắn không hấp dẫn gì. Cái gì đây? Quả đào của bạn trông giống như một ông già Noel xấu xí. Nó đã mọc một loại lông bẩn, hoặc thậm chí có thể các dạng sống ngoài hành tinh đã được cấy vào đó. Bỏ đi thôi, nó đã bị tấn công bởi nấm mốc và không thể ăn được nữa. Tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người đều đã nhìn thấy nấm mốc trên thực phẩm. Các bào tử của nó ở khắp mọi nơi, và chúng bay trong không khí để tìm một nơi ấm áp và ẩm ướt để sống và phát triển. Khi một bào tử nấm mốc tìm được một nơi ẩm ướt, nó phát triển các sợi mỏng, rối rắm và hình thành lên loại nấm màu xám có lông tơ mà chúng ta thường thấy. Bạn tự hỏi, nó có nguồn gốc từ đâu? Chà, nấm mốc có từ rất lâu trước khi con người xuất hiện. Từ thời xa xưa, nó có mặt trên trái đất vào khoảng 200 triệu năm trước. Và chúng ta không có cách nào thoát khỏi nó hoàn toàn. Nhưng nó không hoàn toàn xấu. Bạn cần biết làm thế nào để phân biệt nấm mốc tốt và nấm mốc nguy hiểm. Các loại nấm mốc nguy hiểm có thể có tác động khác nhau đối với cơ thể con người, từ dị ứng đến ngộ độc. Không thể biết được mức độ nguy hiểm của các loại nấm mốc khác nhau chỉ bằng cách nhìn vào nó. Nhưng hầu như tất cả các loại nấm mốc xuất hiện trên các sản phẩm trong nhà của bạn đều là có hại. Nấm mốc tốt bao gồm nấm nuôi cấy Penicillium và Botrytis, làm tăng thêm hương vị cho format, xúc xích, một số đồ uống và các sản phẩm khác. Sự phát triển của nấm mốc tốt được kiểm soát bởi công nghệ. Những loại nấm mốc này tốt cho sức khỏe của bạn. Chúng giúp đường ruột hoạt động tốt hơn và giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch. Đó cũng là một chất bảo quản tự nhiên. Rất nhiều sản phẩm trở nên tốt hơn nhờ nấm mốc. Nấm mốc giúp chúng phát triển chín muồi và tăng thêm hương vị của chúng. Phô mai có thể có 3 loại nấm mốc: xanh, trắng và đỏ. Thật bất ngờ, nấm màu xanh được đặt bên trong để làm chín phô mai. Nấm mốc trắng và đỏ có thể phát triển trên bề mặt sản phẩm nếu có các điều kiện đặc biệt. Những loại phô mai mốc này rất giàu protein, phosphor và axit amin. Và canxi trong phô mai được tiêu hóa dễ dàng hơn nhờ vào nấm mốc. Nhưng nó không tốt cho trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc những người có vấn đề về đường ruột. Nấm mốc xuất hiện đột ngột trên bề mặt phô mai cứng có thể gây nguy hiểm. Ngoài ra, nếu điều kiện đảm bảo không được duy trì, nấm nguy hiểm thậm chí có thể xuất hiện trên các sản phẩm có nấm mốc tốt. Nước tương. Quá trình lên men của đậu nành cần thiết để làm nước tương xảy ra nhờ nấm Aspergillus fumigatus. Vào thời cổ đại, những người châu Âu cố gắng chế biến nó nhưng đã thất bại bởi vì họ đã không sử dụng nấm trong công thức. Nước tương rất giàu axit amin và khoáng chất, nhưng có thể gây dị ứng ở trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ mang thai. Xúc xích ý. Nấm mốc bao phủ xúc xích ý có một số chức năng như mang lại hương vị độc đáo cho thịt, ngăn không cho nó bị khô quá nhanh, làm chất bảo quản tự nhiên và là dấu hiệu cho thấy quá trình làm chín đã hoàn thành. Acid citric. Mặc dù acid citric có thể được tạo ra bằng nước chanh hoặc dứa, nhưng nó cũng có thể được sản xuất dưới sự trợ giúp của nấm mốc đen hoặc Aspergillus niger. Cùng với glucose và sucrose, chúng ta tạo ra được acid. Đây thực sự là một cách rẻ hơn để tạo ra acid citric. Ok, bây giờ chúng ta đã biết nấm mốc nào là tốt. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn thức ăn có nấm mốc trong tủ lạnh của chính bạn? Khi đi vào bên trong cơ thể người, chất độc đến từ nấm mycotoxin gây ra các bệnh khác nhau, cả mãn tính và những bệnh phát triển nhanh chóng và đe dọa đến tính mạng. Các trường hợp nhiễm trùng hàng loạt đầu tiên do mycotoxin gây ra đã được ghi nhận tại Vương quốc Anh vào năm 1960, khi hơn 100.000 con gà Tây và các loài chim khác bị bệnh đột ngột. Cùng năm đó ở Mỹ, dịch bệnh xảy ra ở các trang trại cá hồi. Vào thời điểm đó, các nhà khoa học chưa biết về ảnh hưởng độc hại của nấm mốc, nhưng nghiên cứu cho thấy nguyên nhân là do các sản phẩm bị nhiễm bệnh đã được sử dụng làm thức ăn cho chim và cá. Để ngăn chặn điều này xảy ra một lần nữa, các sản phẩm được bán trong siêu thị được kiểm tra nấm mốc thường xuyên. Bạn nên nhớ rằng một gói thực phẩm bị hư, bảo quản không đúng cách và giữ thực phẩm sau ngày hết hạn có thể cho phép nấm mốc hình thành. Mycotoxin có thể gây hại cho sức khỏe con người theo hai cách: khi một liều lớn xâm nhập vào cơ thể cùng một lúc, hoặc khi một lượng lớn đã tích tụ trong cơ thể theo thời gian. Trường hợp đầu tiên sẽ được coi là ngộ độc cấp tính, gây hại cho gan. Chất độc ngăn chặn việc tạo ra protein, làm hỏng các tế bào gan và thay thế chúng bằng các tế bào mỡ. Loại ngộ độc này xảy ra rất nhanh và có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu chữa chỉ trong 2 ngày.
trẻ em, người già và những người có khả năng miễn dịch thấp có nguy cơ cao nhất. Nó sẽ đi kèm với các triệu chứng như đau đầu, đau ở vùng gan, co thắt chân, run rẩy, suy nhược và mất cảm giác ngon miệng. Khi độc tố tích tụ một lượng lớn theo thời gian, chúng gây bệnh dần dần, gan vẫn sẽ là mục tiêu chính của độc tố tích lũy. Đừng nghĩ đến việc thử ăn nấm mốc để kiểm tra xem nó có tác động độc hại gì đối với bản thân. Bạn có nguy cơ bị dị ứng hoặc ngộ độc nghiêm trọng. Nhưng những sản phẩm nào có thể được giữ lại? Và những sản phẩm nào bạn cần phải vứt bỏ ngay lập tức? Bạn cần vứt bỏ các sản phẩm mềm, ướt, vì trong đó nấm mốc phát triển rất nhanh chóng. Ngay cả khi có một phần sạch trên sản phẩm bị mốc, thì thật ra nó đã bị hỏng vì những sợi nấm không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đừng cố gắng giữ lại thịt chế biến, xúc xích, thịt sông khói, giam bông, bất kỳ thịt nấu chín nào. Các sản phẩm từ sữa, sữa chua, phô mai, kem chua, phô mai cắt lát hoặc xay. Format mềm với nấm. Thông thường, nấm độc hại trông khác với nấm tốt. Nếu bạn nhận thấy rằng một loại nấm mốc mới xuất hiện trên sản phẩm thì nó rất nguy hiểm. Các món nấu chín, bánh pudding, salad, mì ống, trái cây mềm, rau, quả mọng, mứt, bánh mì. Đối với các sản phẩm cứng, chúng vẫn có thể được giữ lại vì nấm mốc không phát triển nhanh chóng bên trong chúng. Bạn có thể cắt bỏ phần bị hỏng và ăn phần còn lại. Format cứng, cắt phần bị nấm ra khỏi parmesan hoặc cheddar, cách phần phô mai không bị hư hại 1,5cm. Bạn cần rửa con dao để không lây lan sợi nấm sang phần còn lại của sản phẩm. Sau đó, bảo quản nó trong hộp nhựa hoặc giấy gói mới. Rau và trái cây cứng. Rất khó để nấm mốc phát triển trên toàn bộ củ cà rốt hoặc bắp cải. Đó là lý do tại sao nếu bạn cắt bỏ lớp ngoài, bạn vẫn có thể sử dụng những loại rau này. Thịt sống. Nấm mốc xuất hiện trên bề mặt của những loại sản phẩm này không nguy hiểm cho các lớp thịt bên trong, nhưng bạn vẫn không nên ăn nó. Ngoài ra, có những sản phẩm cực kỳ độc hại nếu bị nấm mốc. Đừng ăn táo, nước táo hoặc các loại hạt, đặc biệt là đậu phộng, nếu nó bị hư hỏng do nấm mốc. Cấu trúc bên trong của đậu phộng không vững chắc vì chất béo thực vật. Không phải mọi sản phẩm bán trong siêu thị đều được kiểm tra nấm mốc. Điều đó có nghĩa là bạn cần chú ý quan sát sản phẩm trước khi mua chúng. Đừng mua nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào sau đây. Ngưng tụ bên trong gói cho thấy lưu trữ không đúng cách. Sản phẩm gần hoặc quá hạn bán của nó. Sản phẩm có vẻ không tươi. Các loại hạt nên có màu vàng hoặc nâu, không có bất kỳ vết bẩn hoặc mùi lạ nào. Mua trái cây và rau quả tươi không có mảng mềm hoặc đốm thối, nhưng vẫn chưa đảm bảo 100%. Nấm mốc có thể ẩn bên trong lõi của một quả táo hoặc bên dưới vỏ của quả mơ. Cắt trái cây thành miếng để đảm bảo rằng chúng không có nấm mốc bên trong. Giữ các loại hạt và trái cây khô ở nơi khô, tối và mát mẻ. Nhiệt độ và độ ẩm cao giúp nấm mốc dễ dàng phát triển. Nếu nó xuất hiện, đừng cố gắng chế biến. Nấm mốc chịu được nhiệt độ cao, do đó việc chiên hoặc hầm nóng các loại hạt là vô ích, chất độc sẽ vẫn ở đó. Hơn nữa, cố gắng không mua thực phẩm để dành. Sẽ có ít cơ hội bị hỏng hơn nếu bạn không giữ nó trong tủ lạnh trong nhiều tuần. Còn bạn thì sao? Bạn có vứt bỏ thức ăn khi bạn nhìn thấy nấm mốc trên nó? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận nhé! Hey! Nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay thì hãy cho video này một lượt like và chia sẻ nó với bạn bè nhé! Chúng tôi còn rất nhiều video thú vị dành cho bạn. Chỉ cần nhấp vào video bên trái hoặc video bên phải và thưởng thức. Cùng nhau soi sáng cuộc sống này!